Nắng quá chừng luôn cô chú anh chị ơi. Buổi trưa đang có cái đoàn xe 50 chỗ về viếng mộ của chú Vũ Linh. Có mấy con chó nó vô mộ luôn nè. Ui. Cưng quá à. Điên. Này chắc nuôi lâu lắm hả chị? Dạ. Khoảng bao nhiêu năm chị? Em không phải. Mình ra được không chị? Dạ được. Cưng quá à. Nước nóng rồi chị. Dạ. 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 Bởi vì dạ, nhìn nó ngầu. Trưa nay là anh ếch đi theo mấy con chó. Rồi nó đái nữa. Trời ơi. Rồi được em ơi. Ừ. Nhìn mặt nó dữ ghê luôn, tưởng mình thấy bên ngoài mình cũng sợ, đừng nói gì. Đâu, leo rồi nó leo lên rồi. Ơi. Ủa này nó biết xe nhà mình ta. Trời ơi, hay dạ. Trời ơi, chà bắt tay. Trời ơi, cô là đi hầm mộ chú Vũ Linh. Xe có máy lạnh cho má. Xe 50 chỗ luôn cô chú anh chị. Xe 50 chỗ ha, bà con ghé viếng mộ chú nè. Nắng quá ảnh leo lên xe rồi. Trời ơi, mà biết xe nhà không? Ừ. Khôn ghê. Vậy là không? Chắc ảnh hay đi xe lắm. Chắc là hay đi xe nè. Cho nên biết. Anh chị. Chạy à, đưa em cũng được. Rồi, cảm ơn chị. Ôi, đón lâu rồi, lấy nó. Anh chụp em tắm rồi. Anh chị có chụp hình không? Mình ghé chụp hình đi. Nóng quá nó chạy lên xe rồi. Đó, trưa nắng quá ekip mình đang ngồi đây nè. Đó, anh Ngọc. Chị giáo nè. Cái điện thoại nè. 098. Chị Hương, chị Bích. Buổi trưa cô chú anh chị ơi, nắng cực nắng luôn. Nắng mà nó hắt nóng luôn á. Đó, nó xuống nữa nè. À, mình phải danh vậy hả? Ừ. Lũ tay sụp mà. Ý, à. Con đó là lũ tay quen, quý tỷ á. Vậy là lấy cái là... Đó, phải có đuôi chứ. Tại mình... Vậy là mình cắt hai chút. Dạ, tại mình cắt. Trời ơi. Nói xanh hồi nhỏ, thẩm mỹ, hết 1,5 triệu. Thẩm mỹ hả? Hàng gì tôi nói, mà ổng lỗ tay lạ chứ ta. Đó, danh vậy nó mới đẹp, nó giống y tư giác. Dạ, trời ơi. Nhà có con chà không chú? Không, cái này đi phối. À, phải đi phối rồi hả? Trời ơi, đi phối làm để gì? Để con lứa là nuôi cực lắm. Đi phối chứ không để không ha? Chín con. Ủa, để là con. Chín con. Ôi ơi, để là chín con rồi chú chị. Trời ơi, để chú bán. Trời ơi, để chú lại 50 lần đâu á, đẻ đâu thả đâu. Trời ơi, cái này chú bán nhiêu con chú? Ừ, có con 5 triệu con. 5 triệu con? Wow, ôi. Cho con 5 triệu con. Lắm. Nhìn nó giống như con hổ quá ha. Đó mà giờ mấy cái nhân nhân nó mà đi cái vợ mình thả ra nó đi liên tục. Mà chú nghe nó đi nó cầm nó gừ như con sư tử vậy đó. Ủa chú là chủ của nó hả chú? Mũi nó làm như nó cong rồi đi khạc khạc khạc. Chú là chủ nó hả? Là nó được bao lớn vậy là mình nuôi khoảng mấy năm chú? 5-6 năm, 4 năm rồi.
con mẹ gì lâu năm tháng năm nó làm gì là dạ. Nó ngái vậy mà nó đi mà nó ngái. Con mẹ nào ta nói đi ta. Cũng chịu đi vòng vòng tham quan quá ha. Trời. Ủa vậy là hai mẹ con hả chú? Hai mẹ con. À. Bà ổng là ổng ổng giọng như mà ổng không sợ ai hết á, cho nên ổng đi ngên ngang quá trời luôn vậy đó. Chó mèo đồ là quất sập. Là ai cũng sợ hết. Mà người đó. À người ta là biết đúng không? Nít cũng vậy. Ờ. Vậy là khốn quá ha. Nít nó thấy hồi nhỏ mới đứng lên là thấy nít nó mê lắm, y bị đê vậy. Nó thấy nít là dần dần là chụp nít té xuống là liếm. Chứ thường là con này là ở nhà nó... con cháu nó bị vậy hoài mới biết là cái tính nó là như vậy. Dạ. Chứ những con khác mà chưa tin tưởng đúng không? Mình thấy mình sợ ở chó người ta chút xíu mình thấy còn sợ rồi. Dạ đúng rồi. Còn sợ đừng nói gì đâu, nhưng mà giờ dính đụng rồi nha. Nó mạnh thì nó hiền. Thì thường á, anh tình là nít nè. Cái tố là cái tiếng sủa gì. Thì ai chú? Mít 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 À, thì hồi trước á, khán giả cũng đến trong ai dẫn chó là mình không có chó này chưa. Thường là chó nhật là nhiều chó mà có hai cái lỗ tai và cột nơ rồi đó. Ờ lèo lên à, trời ơi còn biết ghê không. Ủa bữa nay mình đi đưa tang hay đâu chứ? Không, đi viếng mộ. Dạ. Năm nào cũng vậy á, 25 dạ. Thì đi lên cúng rồi mùng 5 á, nhà gia đình con cháu này kia dạ. Rồi. Dạ. Đó là lên viếng mộ. Cũng gần đây hả chú? Cái khu nào ha? Ngay chỗ ngã ba nè, chạy ngay. À dạ, dạ. Là ngay vùng su á. Ngay gần đây. Ngay đầu chắc khu y quá ta. Ngay gì chú vẫn gì quên nữa. Dạ cái này là bà con mình không hả chú? Dạ. Quá dạ. Trời luôn. Nhà không ha? Con cháu không. Dạ. Thì là năm mình ở đi. Bình Dương hả chú? Ở Giang dạ. Xuất hành biết không? Dạ biết dạ. Xuất hành với em. Ở đây cũng có toilet rồi chú. Có đi toilet. Vậy là ở đây là tụi em trực ở đây á. Dạ trực dạ. Xuống tụi con trực cái năm đây rồi. À vậy. Dạ. Rồi cảm ơn chú đại gia đình dạ. Của mình nhiều nha. Cảm ơn chú. Mấy em năm mới vô sức khỏe nha. Dạ, dạ. Chúc chú vạn sự như ý làm ăn phát tài hả chú ha. Dạ, phải làm rồi. Dạ. Rồi, chúng con xin chào dạ. Chú ha. Đó, thì chú với là đại gia đình đến viếng mộ ha. Mà nãy giờ 16 ở toàn là quay hai chú chó mà. Thấy mê chó quá. Mình cũng thích chó mà chó nó dễ thương. Chó lạ nữa. Chó lạ. Đó, bà con là đi xe 50 chỗ luôn. Đó, đi viếng mộ á. Đó, bây giờ bà con đang chuẩn bị đi về rồi đó, cô chú anh chị. Rồi, tới đây thì 16 hết. Cảm ơn tất cả bà con tôi đã. Rồi, đoàn xe 50 chỗ lên xe rồi đó cô chú anh chị ơi. Đó, và tới đây thì Tiên cũng xin kết thúc ha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa vui vẻ nha. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like. Để hiện Tiên luôn đồng hành cô chú anh chị trong những cái video sau nha.